Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta chào mừng Đức Thánh Linh, một tràng vỗ tay thật lớn. Hallelujah! 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 Cảm ơn Chúa, chúng ta có một Đức Thánh Linh vô cùng tuyệt vời. Xin bé Chiếu có thể giúp đỡ Chiếu lên cái phần Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ học biết về thẩm quyền của Đức Thánh Linh. Amen. Chiếu Kinh Thánh là xin một lần nữa thì chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta đọc 5 câu Kinh Thánh này trong Công Vụ 13. Chúng ta cùng đọc. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Niê, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chi hầu Herod cùng Saulơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Barnaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Vậy Saulơ và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi bằng xuống thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giuđa, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Xin cứ đứng và tôi xin cầu nguyện. Chúa Thánh Linh ơi, Ngài là chủ thể của chúng con, Ngài là đấng lãnh đạo chúng con, và Ngài chính là giáo sư dạy dỗ chúng con, dẫn chúng con vào lẽ thật để chúng con thấu hiểu được lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha chúng con. Giờ này chúng con học về lẽ thật, về Đức Thánh Linh, và chính Ngài bày tỏ cho chúng con. Cầu xin sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở đây, và Ngài bày tỏ và cho chúng con thấu hiểu về chính Ngài, để chúng con thuận phục Đức Thánh Linh dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Chúng con xin Thánh Linh mở tai mở trí chúng con, để chúng con thật sự nhận biết, tiếp nhận và có đức tin nơi Thánh Linh của Chúa, và chúng con biết chắc chúng con hành động theo đức tin của mình để phép lạ được xảy ra, tiếp tục xảy ra trên mỗi đời sống chúng con, mà đem đến lại sự phấn hưng trên hậu thánh của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ trọng thể này trong tay của Đức Thánh Linh, xin dẫn dắt chúng con và cho chúng con thấu hiểu lời Ngài. Chúng con hiệp lòng và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý vị an toàn. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một cái câu chuyện thật là tuyệt vời nói về thẩm quyền. Quý vị nhớ câu chuyện ấy là ai không ạ? Trong Ma-thi-ơ đoạn 8 nói về một người ngoại quốc, đó là thầy đội. Ông mời Chúa Giê-xu đến để mà chữa lành cho đầy tớ của mình, mà Chúa Giê-xu nói là ta sẽ đến và chữa lành cho đầy tớ. Thì ông nói rằng: lạy Chúa, tôi không xứng đáng mời Ngài vào trong nhà của tôi, nhưng mà Ngài chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi được lành. Bởi vì trên tôi có người lãnh đạo của tôi, và dưới tôi thì có lính của tôi. Tôi bảo nó đi là nó đi, bảo nó đứng là nó đứng, bảo nó làm việc là nó làm. Ông nói có nghĩa là tôi thuận phục cái thẩm quyền của người lãnh đạo tôi cấp trên, và cấp dưới của tôi nó cũng thuận phục cái thẩm quyền của tôi. Nhưng mà thật ra thì tôi không có cái thẩm quyền để chữa lành, nhưng mà tôi tin rằng chính Ngài có thẩm quyền trên bệnh tật, trên ma quỷ, và Ngài chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi được lành. Amen. Đây là một con người vô cùng tuyệt vời, cho chúng ta một cái tấm gương tuyệt vời để chúng ta có thể thấy rằng là cái thẩm quyền của Chúa Giê-xu phán một lời thì đầy tớ con được lành. Amen. Quý vị biết tại sao Chúa Giê-xu có thẩm quyền không? Tại sao Chúa Giê-xu có thẩm quyền đến nỗi mà Ngài phán một lời thì người đó được lành? Ngài phán một lời
thì mắt người mù được mở ra. Ngài phán một lời thì người què có thể đi được. Amen. Tại sao Chúa Giêsu có thể có thẩm quyền như vậy? Suốt 30 năm Chúa có thẩm quyền đó không? Nhưng mà từ khi nào mà Chúa Giêsu giảng dạy mà Ngài nói, người ta nghe và họ nói rằng là Chúa Giêsu giảng có quyền hơn cả người Pharisee và các thầy thông giáo. Lúc nào ạ? Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng chịu ma quỷ cám dỗ 40 ngày, và Chúa Giêsu trở về đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Amen. Và Chúa Giêsu tuyên bố là thần của Chúa ngự trên ta, và Ngài sức dầu cho ta đặng giảng tin lành. Amen. Amen. Ngài có thẩm quyền bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong Ngài, đầy dẫy trong Ngài, và Ngài đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, nên Chúa Giêsu nói ra có quyền. Và Chúa Giêsu nói rằng là những gì ta nói với các ngươi là thần linh và sự sống. Amen. Những gì ta nói với các ngươi là thần linh và sự sống. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nói rất nhiều về thẩm quyền của Cơ Đốc nhân, phải vậy không? Ồ, chúng ta có cái bài học này rất tốt phải không? Quý vị đã học thẩm quyền của Cơ Đốc nhân chưa? Học chưa ạ? Ủa sao chẳng ai trả lời vậy? Mình lớn tiếng lên nha. Ở trên này không biết có xa không mà tôi nghe nó không có rõ lắm. Chúng ta nói rất nhiều về thẩm quyền của Cơ Đốc nhân. Amen. Và các Cơ Đốc nhân sử dụng thẩm quyền của mình để làm nhiều việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng dễ dàng chỉ biết cái thẩm quyền của mình, rất là nguy hiểm. Chúng ta học về thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời, chúng ta học về thẩm quyền danh Chúa Giêsu. Amen. Nhưng mà rất ít người giảng dạy về cái thẩm quyền của Đức Thánh Linh, phải không quý vị? Lâu nay chúng ta có nghe thẩm quyền của Đức Thánh Linh không? Như vậy thì chúng ta là một cái người ngũ tuần đầy dẫy quyền năng, làm rất nhiều phép lạ, và chúng ta nói nhiều về thẩm quyền của chính mình, của những người của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói rất là nhiều về quyền năng của Đức Thánh Linh, ân tứ bông trái của Đức Thánh Linh, nhưng mà chúng ta không nói về thẩm quyền của Đức Thánh Linh. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nghe về thẩm quyền của Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy rằng là hội thánh Antioch đang cầu nguyện và thờ phượng Chúa, phải không ạ? Thì điều gì xảy ra? Câu số 2, điều gì xảy ra? Đưa khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi họ làm. Hãy để riêng Barnaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi họ làm. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh phán. Amen. Chúng ta biết Đức Thánh Linh rồi phải không ạ? Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Amen. Chúa là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở đâu? Ở đó có sự tự do. Như vậy thì Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết được rằng là đấng mà vận hành trên mặt nước, đấng ôm ấp địa cầu, đấng đã biến đổi cái địa cầu không hình dáng gì cả trở thành một địa cầu vô cùng tuyệt vời. Amen. Đó chính là Đức Thánh Linh. Đấng mà Tiên tri Ê-sai 32 câu 15 nói rằng là khi thần linh từ trên cao được đổ xuống trên các ngươi thì sa mạc trở thành ruộng tốt, ruộng tốt như rừng rậm. Ê-sai 35 thì nói rằng là sa mạc trổ hoa hồng. Amen. Đó chính là Thánh Linh, là đấng hay làm phép lạ, là đấng rất quyền năng, là đấng toàn năng và làm nhiều phép lạ lớn lao vô cùng. Amen. Ngài được gọi là Thánh Linh, đấng thánh hóa chúng ta, đấng giao thông với chúng ta, đấng đem chúng ta cái sự hiệp nhất, đấng tái sanh đời sống của chúng ta, và đấng đã làm rất là nhiều phép lạ trên cuộc đời của chúng ta, chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh phán rằng
Hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-la đặng làm công việc ta đã gọi họ làm. Như vậy ở đây chúng ta thấy điều gì xảy ra? Như vậy Đức Thánh Linh có quyền để hội thánh không? À, hội thánh Antioch, Đức Thánh Linh có quyền trên hội thánh Antioch, Đức Thánh Linh có thẩm quyền trên hội thánh Antioch, Đức Thánh Linh đấng lãnh đạo hội thánh Antioch, và Đức Thánh Linh phán với hội thánh và chọn lựa những người trong hội thánh của Chúa. Amen. Amen. Ngày hôm nay chúng ta biết được là chúng ta là người của tuần, chúng ta là người nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời, được bắt tem trong Đức Thánh Linh. Và hội thánh của Chúa thật sự có để Đức Thánh Linh lãnh đạo không? Hội thánh ngày xưa thì sao? Khi hội thánh nhóm lại, kiêng ăn cầu nguyện, nhóm lại thờ phượng, thì lời khôn ngoan, lời trí thức, Ngài phán liên tục. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Ngài còn phán không? Còn không à? Còn không? Còn phải không? Còn nhiều hay là ít bằng ngày xưa không? Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là dễ dàng chúng ta vào truyền thống. Chúng ta nhớ rằng Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo, có nghĩa là chúng ta theo chế độ thần quyền á, chứ không phải là nhân quyền nha. Thần quyền có nghĩa là Đức Chúa Trời lãnh đạo, nhân quyền là con người lãnh đạo. Dễ dàng từ chế độ thần quyền nó chuyển qua chế độ nhân quyền, phải không quý vị? À, dễ dàng là Đức Thánh Linh lãnh đạo rồi trở thành con người lãnh đạo. Và đó là điều rất là nguy hiểm cho hội thánh ngày hôm nay. Dễ dàng mất đi sự sống của Đức Thánh Linh. Trong cái thời cựu ước thì chúng ta thấy được rằng là thời kỳ Môi-se, ở dưới Môi-se là người lãnh đạo, ở dưới có A-rôn, U-rơ, Miriam, rồi ở dưới nữa là 70 trưởng lão. Amen. Và ở trên là gì? Ở trên là trụ mây. Amen. Ban đêm trở thành trụ lửa, mà trụ mây chúng ta biết rằng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời lãnh đạo Israel, lãnh đạo cả Môi-se và lãnh đạo cả 70 trưởng lão và lãnh đạo toàn dân Israel. Amen. Nếu Môi-se có mà không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Môi-se có làm được gì không? Môi-se không thể làm được điều gì cả, bởi vì con người xác thịt không thể làm được điều gì cả. Nhưng mà có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, người đó trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Làm những việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Nên những người thời kỳ bây giờ ra khỏi trụ mây, dân sự của Chúa nổi loạn, chết. Phải vậy không? Đụng đến Môi-se, đụng đến người của Đức Chúa Trời, đụng đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì bị chết. Biết bao nhiêu người bị chết bởi vì nổi loạn, bởi vì chống nghịch và không có ủng hộ tôi tớ của Chúa và không có văn phục Đức Chúa Trời, nên nhiều người bị chết. Và ngày hôm nay nếu hội thánh nào có Thánh Linh lãnh đạo, những người mà nổi loạn coi chừng đấy. Tôi nói thật, rất là nhiều người bị chết rồi, bởi vì Thánh Linh lãnh đạo. Đụng đến người lãnh đạo là đụng đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Đụng đến người lãnh đạo là đụng đến người sức dầu của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta cần phải hiểu được rằng là Đức Thánh Linh đấng lãnh đạo hội thánh, Ngài có quyền trên hội thánh. Ở quý các tôi tớ của Chúa, hãy để Đức Thánh Linh lãnh đạo hội thánh quý vị. Đương nhiên hãy giữ bầy, hãy giữ mình, mà luôn cả bầy, mà Đức Thánh Linh lập anh em làm kẻ coi sóc. Amen. Ai lập anh em làm kẻ coi sóc? Đức Thánh Linh. Amen. À, chứ không phải là lãnh đạo lập anh em làm kẻ coi sóc, không phải là tổng hội. Chúng ta đồng ý điều này không ạ? Tôi nói rằng là cái bằng mục sư hay là cái bằng cử nhân tiến sĩ gì đó chỉ là xác chứng chức vụ của quý vị được Thánh Linh kêu gọi. Amen. Amen. Chúng ta phải hiểu được điều này, và chúng ta phải tôn trọng Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh là đấng thiết lập hội thánh, Ngài là đấng lãnh đạo hội thánh. Hội thánh đầu tiên Đức Thánh Linh lãnh đạo. Amen. Hội thánh Antioch Đức Thánh Linh lãnh đạo. Chúng ta thấy công vụ đoạn 4, chúng ta thấy rằng là khi hội thánh cầu nguyện thì sao? Phòng nhóm rúng động phải không? Họ được đầy dạy Đức Thánh Linh và tiếp tục giảng gì? Tiếp tục làm chứng, tiếp tục giảng đạo. Amen. À, Đức Thánh Linh lãnh đạo này, hội thánh cầu nguyện thì Ngài nghe liền. Amen. Bởi vì Ngài lãnh đạo hội thánh nên Ngài phải làm việc
Khi hội thánh kêu cầu thì Ngài hành động. Phi-rơ bị bắt vào trong tù giam hai cái tên lính hai bên, nhưng mà hội thánh cầu nguyện thì thiên sứ vào mở xiềng xích cho Phi-rơ và dẫn ông đi ra khỏi. Amen. Chúng ta thấy rất là diệu kỳ phải không? Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời lãnh đạo thì quyền năng phép lạ xảy ra, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời lãnh đạo là sự sống của Đức Thánh Linh tuôn đổ trên hội thánh của Ngài. Amen. Chúng ta thấy rằng công vụ đoạn 15. Công vụ đoạn 15. Hội đồng trưởng lão họp lại với nhau để mà giải quyết cái vụ mà mấy người Do Thái tin Chúa rồi bắt những người ngoại đạo tin Chúa phải làm theo luật pháp Môi-se. Họ đưa đến hội đồng trưởng lão. Mà khi hội đồng trưởng lão họp lại với nhau thì họ quyết định câu 28 rằng là Đức Thánh Linh cùng chúng ta quyết định, chứ không nói là hội đồng trưởng lão chúng ta quyết định. Amen. Bởi vì Đức Thánh Linh đấng lãnh đạo hoàn toàn hội thánh đầu tiên cho đến ngày hôm nay, và Đức Thánh Linh luôn luôn là đấng lãnh đạo. Nhưng mà hội thánh đó thật sự có để Đức Thánh Linh lãnh đạo hay không, hay là người lãnh đạo đó đứng lên lãnh đạo và gạt Đức Thánh Linh qua một bên? Rất là nhiều giáo hội ngày hôm nay, nhiều hội thánh ngày hôm nay không để Đức Thánh Linh lãnh đạo, nhưng mà con người lãnh đạo. Chúng ta cũng rất đau lòng là khi dân Israel đòi một vua, đúng không? Phải không? Samuel buồn lắm. Đức Thánh Linh lãnh đạo hội thánh Antioch, và Ngài phán rằng hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đặng làm công việc ta đã gọi họ làm. Amen. Chúng ta thấy rằng là Chúa là Đức Chúa Trời, và Ngài lãnh đạo hội thánh, và Ngài cũng có quyền trên từng cá nhân nữa. Amen. Ngài có quyền trên Ba-na-ba và Sao-lơ. Ngài chọn họ, Ngài sức dầu cho họ, Ngài biết họ như thế nào, và Ngài đã chọn lựa và sai phái họ đi. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là có nhiều anh chị em, có nhiều tâu tớ của Chúa được Chúa chọn lựa, được Chúa kêu gọi, được Chúa thúc giục, và họ trở thành những người phục vụ Chúa. Ngày xưa thì tôi cũng lo làm ăn, tôi đi xe ôm thôi. Nhưng mà sau đó 3 ngày ở trên bến xe không ai hỏi han hết, thì tôi nói Chúa ơi, con biết rồi, thôi về là đốt cày sải bò giống như Elise đi với Chúa luôn. Và cảm ơn Chúa, từ đó tôi sống bằng đức tin, đi với Chúa cho đến bây giờ suốt 30 năm. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đấng đồng hành và luôn luôn là đấng làm phép lạ và giải quyết tất cả mọi năng đề trong cuộc sống của chúng ta. Amen. Đức Thánh Linh vô cùng tuyệt vời. Và nếu chúng ta là người được Thánh Linh chọn lựa, kêu gọi, thì quý vị thật sự hãy hành động theo sự kêu gọi của Đức Thánh Linh. Tôi nói ở đây rằng là Đức Thánh Linh có quyền trên hội thánh, và Đức Thánh Linh có quyền trên từng cá nhân một. Cái thẩm quyền của Ngài rất vĩ đại. Quý vị có tin rằng là quý vị đã được tái sanh bởi Đức Thánh Linh không? Bởi vì Chúa nói là nếu người không tái sanh thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nếu không nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không vào được nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thân. Amen. Amen. Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sanh bởi Đức Thánh Linh cũng giống như vậy. Chúng ta thấy là một người sanh lại bởi Đức Thánh Linh có một cái dấu hiệu rất là lạ lùng, rất là khác biệt với người bình thường, đúng không? Amen. Người đó yêu mến Chúa, phục vụ Chúa, yêu thương mọi người, trở nên chứng nhân cho Chúa Giêsu. Amen. Và chúng ta nhớ rằng là hãy chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hãy chi sinh bởi Thánh Linh là thân. Có nghĩa là chúng ta có một tâm thần, là tâm linh của chúng ta đã chết sau Adam, và Chúa Giêsu đến để làm cho tâm linh chúng ta được sống lại, được gọi là tái sanh. Và tâm linh đó là tâm thần để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Nên chúng ta là một linh đó, không phải là đơn giản một linh, một tâm linh được phục hồi, một tâm linh được sống lại, người đó có sự sống đời đời, và người đó trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời trong những ngày tương lai. Amen. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh có quyền trên quý vị không? Đức Thánh Linh có quyền trên hội thánh phải không ạ? Hãy để Đức Thánh Linh có thẩm quyền trên hội thánh. Hãy để Đức Thánh Linh có thẩm quyền trên đời sống của chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy rằng là
sau khi Đức Thánh Linh phán như vậy thì điều gì xảy ra? Câu số 4, điều gì xảy ra ở đây chúng ta xem thử ạ. Vậy Sao-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi bằng xuống thành Sê-lơ-si, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Lưu lại câu số 2. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đặng làm công việc ta đã gọi họ làm. Câu số 3. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho họ đi. Ở đây hội thánh nghe Đức Thánh Linh phán: hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ cho ta, để ta sai họ đi vì ta đã kêu gọi họ. Thì hội thánh của Chúa phục tùng Đức Thánh Linh, tôn trọng Đức Thánh Linh, và họ đem hai người ra, họ cầu nguyện và họ sai phái đi. Amen. Amen. Có nghĩa là Đức Thánh Linh có thẩm quyền đến hội thánh, và hội thánh thuận phục cái thẩm quyền của Đức Thánh Linh. Amen. Hội thánh thuận phục cái thẩm quyền của Đức Thánh Linh. Nên Đức Thánh Linh phán điều gì thì họ làm theo điều đó. Amen. Họ đặt tay đi hai người và phái hai người đi. Không còn giữ hai người này nữa, không có ngăn cản hai người này nữa, không nói rằng là hai người này là hai người rất là tuyệt vời trong hội thánh của chúng tôi, không thể đi ra được, giữ họ lại để xây dựng hội thánh. Không, Đức Thánh Linh có thẩm quyền trên hội thánh, và hội thánh phải thuận phục cái thẩm quyền của Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Nên chúng ta thật sự, nếu hội thánh của chúng ta không để Đức Thánh Linh có thẩm quyền, không để Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo làm chủ trên hội thánh của mình, chúng ta phải ăn năn và trở lại. Amen. Phải mời Đức Thánh Linh có thẩm quyền trên hội thánh và phán dạy hội thánh của Chúa. Chúng ta nhớ trong 7 hội thánh của Khải Huyền đoạn 2 đồng 3, 7 hội thánh nhưng mà Chúa phán một lời giống nhau. Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Hội thánh phải nghe lời Đức Thánh Linh phán, và Đức Thánh Linh luôn luôn phán với hội thánh. Amen. Amen. Và lý do tại sao Chúa Giêsu hiện ra với sứ đồ dân và phán điều này? Hội thánh đầu tiên là họ để Đức Thánh Linh lãnh đạo, Đức Thánh Linh phán dạy, và Đức Linh có thẩm quyền, họ tôn trọng cái thẩm quyền của Đức Thánh Linh. Nhưng mà bây giờ hình như là hội thánh họ thấy họ giàu rồi, họ đủ rồi, không cần gì nữa hết đó. Bây giờ nó yếu đuối rồi, phạm nhiều lỗi lầm rồi, bởi vì quên Đức Thánh Linh là sai lầm vô cùng. Có Đức Thánh Linh thì Ngài còn nhắc nhở, mà không có Đức Thánh Linh thì sao? Xác thịt khôn ngoan của mình, trí khôn của mình không có thể làm được điều gì vĩ đại cho Đức Chúa Trời được, không có thể làm được việc siêu nhiên cho Đức Chúa Trời được. Nên hội thánh có thể yếu đuối, có thể quên Đức Thánh Linh, có thể là Đức Thánh Linh ra khỏi, và Chúa Giêsu đến và cảnh báo. Amen. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúa Giêsu không có bảo rằng là ai có tai hãy nghe ta phán, nhưng mà ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán, ai có tai hãy nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán. Không nói như vậy, nhưng mà ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Amen. Bởi vì đây là thời đại của Đức Thánh Linh, thời đại công vụ các sứ đồ cho đến Khải Huyền là thời đại của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là vai chính. Đương nhiên có Đức Cha và Đức Con cùng làm việc với Đức Thánh Linh, nhưng mà Thánh Linh là vai chính. Amen. Và Ngài có quyền trên hội thánh, và có quyền trên từng cá nhân. Đức Thánh Linh phán dạy hội thánh làm theo và cầu nguyện phái hai người đi. Hai người có đi không? Hai người cũng ra đi. Amen. Hai người ra đi. Rồi gì nữa? Câu 4, câu 5. Chúng ta thấy được Thánh Linh sai đi, được Đức Thánh Linh sai đi, và họ đi ra. Họ đi ra thì chúng ta thấy rằng là kết quả không quý vị? Sao-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi thì bằng xuống thành Sê-lơ-ri, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ, rồi họ đi đến chỗ này chỗ kia và họ giảng về đạo Đức Chúa Trời. Amen. Họ giảng về đạo Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng là cái đoạn 13 này có một cái thuộc sĩ
Elima đó. Cản ngăn không cho vị vua, vị quan đó tin Chúa Giêsu, thì Phaolô nói rằng là ngươi là kẻ gian ác dối trá, là con của quỷ vương, ngươi phải mù một thời gian để mù liền và quan thấy phép lạ là tin Chúa luôn. Amen. Có Thánh Linh đồng hành, có Thánh Linh đi thì quyền năng và phép lạ xảy ra. Amen. Chúng ta tin rằng nếu không có Thánh Linh giúp đỡ chúng ta chẳng làm được gì phải không? Có thành lập hội thánh được không? Có giải cứu chữa lành những người khác được không? Không thể. Nên Thánh Linh là đấng có thẩm quyền rất lớn trên hội thánh của Chúa và trên từng cá nhân một. Amen. Phaolô trong qua đoạn 16 đó thì chúng ta thấy là Phaolô Sila đi muốn qua Asi để giảng nhưng mà Đức Thánh Linh cấm. Chúng ta thấy cái chỗ này Đức Thánh Linh cấm. Như vậy thì Đức Thánh Linh có thẩm quyền rất lớn trên cả Ba-na-ba và Sao-lơ, rồi đoàn của Phaolô và Sila. Amen. Họ luôn luôn nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh cấm thì không được vào Asi, rồi đến những cái thành gần đó Đức Thánh Linh cũng không cho phép thì họ không vào, và họ chờ đợi Thánh Linh. Họ chờ đợi Đức Thánh Linh. Rồi điều gì xảy ra? Có người Macedon, khi ban đêm có người Macedon hiện đến nói rằng là xin qua Macedon để cứu vớt chúng tôi. Thì hai ông biết được rằng là Chúa muốn mình qua Macedon là bên Âu Châu, và cái thành Philip được thành lập đầu tiên tại xứ Âu Châu này. Amen. Quý vị có thấy rằng là khi thuận phục Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy kết quả không? Rất là kết quả. Chúng ta không phải là nỗ lực rất là cực khổ lăn lộn mới có thể thành lập được hội thánh, nhưng mà bởi Thánh Linh không cho phép qua Asi, cấm qua Asi, bởi vì có thể là người Asi chưa mở lòng, lòng của họ như đá. Phải vậy không ạ? Nay Chúa biết được như vậy, bây giờ giảng giống như chọi vô trong đá thì nó bung ra thôi, cũng chẳng được gì. Nhưng mà người Macedon là người đang mở lòng, và nơi đó dễ dàng để có thể thiết lập hội thánh tại nơi đó. Và hai ông đã thiết lập hội thánh tại nơi đó. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nói về một con người quá tuyệt vời. Và các hội thánh nghĩ sai rất nhiều về người ấy. Quý vị biết người ấy là ai không? Người ấy chính là Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Ngài được sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Tôi nói rằng là cái nguồn gốc của Ngài là ngôi lời, là Đức Chúa Trời. Mà Giê-rê-mi đoạn 23 câu 5 câu 6 cũng nói rằng là Ngài là Giê-hô-va công chính của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời đấy, nhưng mà Ngài trở thành xác thịt loài người ở giữa vòng chúng ta. Có nghĩa là Ngài được sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Amen. Rồi Ngài phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, Ngài phải chịu báp têm, rồi Ngài phải được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng, chịu kiên ăn cầu nguyện 40 ngày. Ngài trở về đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh trong câu 14 của Luca đoạn 4. Khi Ngài trở thành xác thịt ở giữa chúng ta, Ngài được gọi là con Đức Chúa Trời. Ngài được gọi là con Đức Chúa Trời, và Ngài cũng được gọi là con người, và Ngài cũng được gọi là con cả giữa vòng anh chị em. Amen. Đây là một điều rất là tuyệt vời nếu chúng ta suy gẫm. Và Ngài thật sự là con người thật sự. Mà con người thật sự thì Ngài phải chịu phép báp têm, rồi Ngài cũng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nên nhiều hội thánh cứ tin rằng là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nên là Ngài làm phép lạ, Ngài chữa lành bệnh tật, Ngài làm đủ thứ. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói là nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ là nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi rồi. Amen. Chúa Giêsu được sức dầu bằng Thánh Linh và quyền phép để Ngài đi từ nơi này chỗ kia làm phép lạ, chữa lành những người bị ma quỷ ức hiếp. Như vậy Chúa Giêsu được sức dầu bằng Thánh Linh và quyền phép, và Chúa Giêsu nói là Thần Linh và sự sống. Chúa Giêsu công bố điều gì thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động, bởi vì Ngài đầy dẫy Thánh Linh và đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Giêsu, Đức Thánh Linh không hạn lượng. Amen. Amen. Có phải Chúa Giêsu có một câu kinh thánh vô cùng quan trọng mà rất ít người khám phá ra? Đó là Hebreo đoạn 5 câu số 7. Khi còn sống trong xác thịt, Chúa Giêsu cầu nguyện khóc lóc đổ nước mắt với đấng có quyền cứu mình ra khỏi chết, thì lòng thành kính nên được nhậm lời. Lớn tiếng
khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện này, xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Như vậy Chúa Giêsu khóc lóc đổ nước mắt ra kêu xin với Đấng có quyền cứu mình ra khỏi chết. Khỏi chết là như thế nào quý vị biết không? Khỏi chết là khỏi chết trên thập tự giá, phải không? Có phải vậy không? Câu 8 nói rằng là ngày dù Ngài là con nên tập vâng lời theo những điều thống khổ Ngài đã chịu. Có nghĩa là câu số 8 là cái câu là Ngài lên thập tự giá, Ngài chết trên thập tự giá. Nhưng mà cái câu số 7, Ngài khóc lóc kêu xin để Thánh Linh có thể cứu Ngài ra khỏi chết. Có nghĩa là tội lỗi dẫn đến sự chết, tiền công của tội lỗi là sự chết. Và ma quỷ là kẻ cầm quyền của vương quốc của sự chết. Mà nếu mà Ngài phạm tội thì Ngài sẽ chết. Chết tâm linh đó, thì làm sao có thể cứu nhân loại này được. Nên Ngài phải khóc lóc kêu xin, đổ nước mắt với Đấng có quyền cứu mình ra khỏi chết. Vì lòng thành kính nên được nhậm lời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời nhậm lời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời trợ giúp Ngài. Này Hebrew đoạn 9 câu 14 nói rằng là huyết của Chúa Giêsu là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời dâng thân thể không tì vết cho Đức Chúa Trời. Huyết đó có hiệu lực muôn phần hơn, rửa sạch lương tâm anh chị em ra khỏi những công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Thánh Linh giúp Chúa Giêsu ra khỏi sự chết, và Chúa Giêsu trở thành một của lễ không tì vết cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Ngài không phạm tội, bởi vì Ngài phải kêu khóc, Ngài van xin với Thánh Linh của Đức Chúa Trời đấng trợ giúp Ngài, và Ngài đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng ma quỷ, sự cám dỗ, và Ngài trở thành của lễ không tì vết cho Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì Ngài là con người, Ngài là xác thịt ở giữa chúng ta. Nên trên trước khi lên thập tự giá, Chúa cũng kêu là gọi là xin Cha cắt chắn này ra khỏi con. Có phải vậy không? Bởi vì Ngài là con người xác thịt thật sự. Amen. Rồi trên thập tự giá thì Ngài nói rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Một con người thật sự trước cái chết, trước cái việc tử hình rất là kinh khủng, nên con người thật sự đó và đã kêu lên là Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi, xin Cha cắt chén này ra khỏi con. Cái chén đau thương kinh khủng quá. Và trên thập tự giá, khi Ngài mang tất cả tội lỗi của nhân loại trên thân thể của Ngài, và Đức Chúa Trời đấng thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi, và Ngài cũng làm ngơ, quay mặt. Và con người thật của Chúa Giêsu nói là Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Cảm ơn Chúa. Và Thánh Linh cũng đã làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Amen. Như vậy thì Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà chẳng có nắm giữ cái sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài hạ xuống như một người, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và từ đó Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao, và danh Ngài trên hết mọi danh. Amen. Amen. Và tôi nói với hội thánh của Chúa rằng là Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Thánh Linh, Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Ngài làm phép lạ bởi Đức Thánh Linh, Ngài đủ ủy bởi Đức Thánh Linh, Ngài chữa lành bởi Đức Thánh Linh, Ngài nói cũng bởi Đức Thánh Linh. Ta nói với các ngươi không phải bởi ta nhưng mà bởi Cha. Ta làm không phải bởi ta nhưng mà bởi Cha. Tất cả có nghĩa là Ngài vâng phục hoàn toàn Đức Thánh Linh. Và đó là tấm gương cho mỗi một chúng ta. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta không theo nổi đâu. Nhưng mà Ngài là con người thật, và Ngài được là con cả giữa vòng anh chị em. Và tôi nói rằng anh chị em là con thứ đấy. Có phải vậy không? Trong 33 năm, Chúa Giêsu hoàn toàn tạm gác cái quyền của một Đức Chúa Trời. Ngài không sử dụng cái quyền Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài sử dụng cái quyền làm con của Đức Chúa Trời, và Ngài nhờ Thánh Linh hoàn toàn. Amen. Amen. Nên chúng ta ngày hôm nay là ai mà chúng ta không nhờ cậy Thánh Linh của Chúa? Tôi nói rằng là trong cái thời cựu ước, thời đó Thánh Linh không ở với loài người luôn. Ngài cảm động xong rồi Ngài đi à. Ngài cảm động Sao lơ nói tiên tri và hóa ra một người khác. Rất là tuyệt vời. Ngài cảm động Eli, Ngài cảm động Elise bội phần hơn, và họ làm gì pháp lạ lớn lao cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng thời cựu ước là Thánh Linh chỉ cảm động họ thôi, Ngài không ở với họ luôn. Nhưng mà có một con người tuyệt vời như David, như một sự
Tổng Ngân Nghiện chúng ta đã nói, ông David này, ông có một sự khôn ngoan lạ thường. Đó là ông biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời không thể ở luôn với mình được trong cái thời đại này. Ông đã thiết lập 24 ban thầy tế lễ phục vụ ngày đêm trong đền tạm. Ông thiết lập 24 ban ca nhạc sĩ ca ngợi Chúa ngày đêm 24/7. Amen. Amen. Mục đích của David là giữ Chúa Thánh Linh ở mãi với đời sống của mình, ở mãi với triều đại của mình và ở mãi với dân Israel. Ngài không lìa khỏi họ, mà Ngài ở đó thì Ngài ban phước. Ngài ở đó thì quân thù nghịch sợ hãi và không ai dám đụng đến David và phải triều cống David nữa. Đây là một cách khôn ngoan mà David đã làm. Amen. David đã làm để giữ Chúa ở với họ, để họ được phước, triều đại họ được phước. Mà Chúa ở đâu, ban phước ở đó. Amen. Và thời đại ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng Thánh Linh đến thì Ngài ở với ngươi đời đời. Amen. Amen. Nhưng mà nhiều lúc thấy hậu thánh không thấy Chúa Thánh Linh đâu hết. Thấy con người không thấy Thánh Linh đâu hết. Rồi các cá nhân, Chúa nói là anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh chị em. Khi Ngài nói là anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh chị em, đó là hội thánh đó. Hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh chị em. Amen. Amen. Và hội thánh phải thánh. Ai phá đền thờ thì Chúa sẽ phá hủy người đó. Nên nó ai phá hủy hội thánh, ai gây rối cho hội thánh, Chúa sẽ đón phạt người đó đấy. Amen. Bởi vì anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh chị em. Và đền thờ phải thánh, và anh chị em là đền thờ, nó là hội thánh là đền thờ. Mà ai phá hội thánh thì Chúa sẽ hủy hoại người đó. Nên biết bao nhiêu con người từ bên ngoài lẫn bên trong phá hội thánh của Chúa thì bị phá hủy. Đó là luật của Chúa, đụng đến Chúa rồi. Nhưng mà đoạn 6 câu 19 của Côn Đô Nhất nói rằng là anh chị em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự trong anh chị em. Đây nói về cá nhân nè. Anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự trong anh chị em. Amen. Amen. Như vậy Ngài nói về hội thánh là đền thờ, và Ngài nói từng cá nhân cũng là đền thờ, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ. Và bây giờ anh chị em không cần phải khiêng như là cái hòm giao ước của cựu ước nữa. Bây giờ đi, đi được phải không ạ? Có thể đi máy bay, đi xe hơi, rồi đi đủ một cách hết. Chúa Giêsu đi từ nơi này đến chỗ kia, thành này đến thành khác. Mà cái đền thờ đó, thân thể là đền thờ, Chúa Giêsu là đền thờ. Khi Chúa Giêsu đến, Thánh Linh không ngự trong đền thờ Jerusalem nữa, mà ngự trong Chúa Giêsu. Amen. Nên Chúa Giêsu đi đến đâu thì dòng sông của Đức Thánh Linh tuôn đổ. Bởi vì con sông ra từ đền thờ mà, con sông đó chạy đến đâu thì nước biển trở nên ngọt. Nó có một cái quyền năng để biến đổi thế giới. Amen. Nên Chúa Giêsu đi đến đâu người ta kéo đến đó, Chúa Giêsu đi đến đâu người ta kéo đến đó. Bệnh tật được chữa lành, quỷ phải chạy trốn, và biết bao nhiêu người hoài hoặc đuôi mù được giải cứu, được chữa lành. Ô, quá tuyệt vời. Amen. Và qua hậu thánh của Chúa, thời kỳ hậu thánh, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống trong thời kỳ công vụ các sứ đồ. Quý vị thấy họ có đem đến với Chúa Giêsu nữa không? Bốn sách Tin Lành họ đem đến với Chúa Giêsu những bệnh tật đau ốm quỷ ám rồi phải không? Nhưng mà qua công vụ các sứ đồ họ đem đến cho ai? Họ đem đến với hậu thánh. Amen. Họ đem đến với hậu thánh, họ đem đến với các sứ đồ, họ đem đến với các môn đồ, chứ không phải đem đến với Chúa Giêsu nữa. Amen. Bởi vì Chúa Giêsu đã ủy thác cái quyền đó cho quý vị rồi. Chúa Giêsu đã ủy thác cái quyền đó cho hậu thánh rồi. Amen. Cho các môn đồ của Ngài rồi. Nên môn đồ là người dẫn lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và người đi ra trong năng quyền của Đức Thánh Linh, cứ đem sự giải cứu và thiết lập hậu thánh của Chúa khắp mọi nơi, từ Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trời đất. Amen. Amen. Và chúng ta nhiều lúc tôi thấy tôi lớn tuổi rồi, nhưng mà bây giờ tôi đi ra thì cũng có người tin Chúa và có thể thiết lập hội thánh được. Nhưng mà hội thánh ngày hôm nay sao là Thánh Linh ngự trong đền thờ rồi, vui hưởng với Đức Thánh Linh, nói chuyện với Đức Thánh Linh hoài phải không? Rồi sao mà chẳng đi ra gì hết, còn quên cái mạng lệnh, đại mạng lệnh của Chúa. Có phải là dân thứ nhất đoạn 5 câu 7 nó là
Thánh Linh đấng làm chứng. Và Thánh Linh tức là lẽ thật. Amen. Thánh Linh là đấng làm chứng. Và Chúa Giê-xu nói là Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng làm chứng về ta. Amen. Nên chúng ta với Đức Thánh Linh là có một mục đích rất là rõ ràng, rất là tuyệt vời. Nên Thánh Linh ngự trong đời sống quý ông bà anh chị em. Và chúng ta phải là người làm chứng. Cốt lõi nhất là làm chứng. Amen. Chúa là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Amen. Các môn đồ nói, có phải lúc này Chúa lặp lại Israel? Chúa nói, chuyện đó không cần biết, không cần thiết phải suy nghĩ nữa. Nhưng Thánh Linh mà giáng xuống đây các người đó, các người sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Amen. Amen. Quý vị được báp têm Thánh Linh hết chưa? Thánh Linh đã giáng xuống đây quý vị chưa? Mục đích chính của quý vị là làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu. Mục đích chính của quý vị là trở thành những con người giải cứu, chữa lành, làm phép lạ trên những con người ở trong sự đau khổ, trong những con người bị nô lệ. Amen. Những con người bị nô lệ cho Satan, những con người ở trong bệnh tật, ở trong nghèo đói, ở trong bất cứ những cái trường hợp rủa xả mà con người không thoát ra được, thì ngay bây giờ chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Trời, được ủy thác cái ý quyền đó. Và chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đấng toàn năng, đấng hay làm phép lạ, đấng luôn luôn ở với đời sống của chúng ta. Chúng ta tự hào là mình là người ngữ tùng, tự hào là một cái người được báp têm trong Đức Thánh Linh, có quyền năng, có ân tứ, có rất là nhiều điều trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta yên lặng thì chúng ta đã quên đi cái mục đích chính của mình rồi. Chúng ta hãy trở lại với đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Amen. Philip đến xứ Samari giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Giê-xu tại đó. Nhiều quỷ la lớn tiếng ra khỏi nhiều người què quặt được chữa lành, cả thành vui mừng khôn xiết. Amen. Philip với Thánh Linh. Thánh Linh bảo Philip tiếp tục chạy theo quảng quang LTV, chạy theo xe ngựa, rồi giải kinh thánh cho ông, làm phép bắt tên cho ông. Rồi sau đó Chúa cắt Philip đi mất. Quá siêu nhiên, quá tuyệt vời phải không? Tôi nói với hội thánh của Chúa, nói với các tôi tớ của Chúa rằng là có Thánh Linh chúng ta trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Hãy nói với người bên cạnh bạn đi, có Thánh Linh, bạn có Thánh Linh là bạn trở thành người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Bạn có Thánh Linh là bạn sẽ làm những việc siêu nhiên cho Đức Chúa Trời. Thế giới này không thể so sánh bạn được. Amen. Amen. Nên chúng ta phải biết được chức phận của chúng ta. Và chúng ta phải biết rằng là, tôi nói có ba điều ở đây. Thứ nhất, Đức Thánh Linh có thẩm quyền trên hội thánh. Thứ hai, Đức Thánh Linh có thẩm quyền trên từng cá nhân. Amen. Thứ ba là vâng phục thẩm quyền của Đức Thánh Linh. Amen. Chúng ta không nói về thẩm quyền của Đức Thánh Linh mà thôi, nhưng mà cái người mà vâng phục thẩm quyền của Đức Thánh Linh mới là những người vĩ đại của Đức Chúa Trời. Amen. Đức Thánh Linh phán, tôi nghe. Mà khi tôi nghe Thánh Linh phán thì tôi có đức tin. Đức tin thì tôi biết chắc. Biết chắc thì dám làm. Dám làm, phép lạ xảy ra. Phép lạ xảy ra, giải quyết mọi nan đề của cuộc sống. Amen. Giải quyết mọi nan đề của nhiều người. Chúng ta thấy hai cái người ngũ tùng cử đẹp đó, chúng ta thấy không? Điều gì? Ông nói với ông Phi-rơ, nói ông què nè, hãy nhìn xem chúng ta. Cái người què nó nhìn xem, nhìn hai người, tưởng được chút gì? Ông này không có tin, không có gì hết, chỉ tưởng được chút gì thôi. Nhưng mà tại sao Phi-rơ có thể nói rằng là ta không có vàng có bạc, mà điều ta có ta cho ngươi, nhân danh Chúa Giê-xu Christ Nazareth, đứng dậy bước đi. Và nắm tay người đó nhảy lên ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Tại sao ông này chẳng có đức tin mà lại Phi-rơ bị ông đứng dậy? Nhiều lúc chúng ta làm việc thấy người đó không đứng dậy thì mình nói là đổ thừa ông đó không có đức tin. Nhưng mà ở đây họ đâu có đức tin gì đâu, nhưng mà vẫn đứng dậy là sao? Chúng ta nhớ nè, qua đoạn 5, tại sao Phi-rơ biết Ananias Sapphira bán đất giấu tiền? Tại sao mà ông biết?
Đức Thánh Linh phán bảo đúng không? Thì cái chỗ cử đẹp này Đức Thánh Linh có phán không? Đức Thánh Linh phán với ông là quý vị có nghe không? Ủa, ai nghe giỏi đó? Đức Thánh Linh phán với Peter, tôi đứng bên tôi cũng không nghe được. Amen. Nhưng mà ông nghe được. Phán với ông thì ông nghe. Amen. Đây là điều rất là diệu kỳ mà chúng ta khám phá ra thì chúng ta sẽ thấy nhiều điều thuộc linh rất là tuyệt vời. Đức Thánh Linh phán, ông nghe. Ông nghe thì ông có đức tin đúng không? Bởi vì đức tin đến bởi sự người ta nghe. Amen. Mà khi nghe, ông có đức tin. Ông có đức tin thì ông mới kêu người què đó đứng dậy. Amen. Amen. Đây đức tin không phải là người què, nhưng mà đức tin của Phi Rơ. Bởi vì ông nghe Thánh Linh phán. Nên là khi chúng ta biết được rằng là khi Thánh Linh phán là chúng ta có đức tin. Mà đức tin là chúng ta biết chắc thì dám làm. Tôi kể lại câu chuyện của con một sư hiệp. Nó bị căng thị 3.5 độ. Một sư hiệp dẫn đứa con gái vào. Trong khi anh em kiêng ăn là ngày thứ 3 rồi. Cầu nguyện cho nó 2 lần. Tôi cầu nguyện cho nó 2 lần. Hội Thánh cùng đứng dậy cầu nguyện 2 lần. Mà khi cầu nguyện 2 lần rồi, tôi hỏi con thấy gì không con? Nó lắc đầu, nó nghe không có gì hết mục sư. Không có chạm đến cái gì hết. Tôi nói lạ kỳ nha. Ngày thứ 3 cũng rất quyền năng á, mà sao không có chạm được cái gì đó. Cái lúc đó Thánh Linh nhổ nước miếng bôi vào mắt của nó. Wow. Tôi lung bùng lỗ tai rồi. Tôi nói Chúa ơi, trước mặt Hội Thánh, con mà làm không xong là con trốn luôn á. Nhưng mà Chúa xác chứng lại đi chứ có thật không vậy? Nhưng mà mình đâu có nghĩ đến cái chuyện nhỏ nước miếng. Nhưng mà ở đây tôi tự nhiên trong lòng xác chứng rằng là đây là Thánh Linh phán. Tôi bắt đầu một cái tay thì đặt tay lên nó, một cái tay này tôi cứ như thế này. Mà mọi người không biết tôi làm gì. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi quyết định, và con quyết định làm nha. Chúa hành động nha. Tôi nhổ nước miếng, tôi bôi vô 2 con mắt của nó xong. Tôi đặt tay lên, nó ngã bật xuống luôn. Rồi tôi cầu nguyện thêm một hồi nữa. Tôi nói, con mở mắt ra xem đồng hồ mấy giờ. Nó dạ 5:15. Mọi người vỗ tay ầm ầm lên. Cảm ơn Chúa. Bởi vì trước khi vào đó là không mang kính, nó không có thấy gì hết trên tường. Rồi, nói cái câu gốc trên tường con đọc. Nó đọc luôn một hơi. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa. Và có người cầm cuốn kinh thánh nhỏ, chữ nhỏ nhất á, nó đọc nguyên một đoạn. Mọi người một tràng vỗ tay thật lớn nữa. Và cảm ơn Chúa, Thánh Linh rất là tuyệt vời. Và tôi nói quý vị là khi Thánh Linh phán, quý vị sẽ nghe. Mà nghe thì quý vị sẽ tin. Tin thì quý vị sẽ biết chắc. Mà biết chắc thì mới dám làm. Mà dám làm thì phép lạ sẽ xảy ra. Amen. Amen. Nên là khi Thánh Linh phán, nước miếng cũng rất quyền năng quý vị ơi. Rất là quyền năng. Chúa Giêsu nhiều lúc tôi mới hiểu Chúa Giêsu tại sao nhổ gì bôi gì quẩy bùn lên trét lên nữa. Rất là diệu kỳ. Nên tôi nói rằng là hỡi quý tôi tớ của Chúa, hãy giữ mình mà luôn cả bầy. Đức Thánh Linh lập anh em làm kẻ coi sóc. Amen. Đức Thánh Linh lập quý vị làm kẻ coi sóc. Đức Thánh Linh sẽ phán với quý vị, và quý vị phải thuận phục Đức Thánh Linh dẫn dắt từng bước, và phải lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh. Đừng có đi trước Chúa, và cũng đừng gạt Chúa qua một bên để tôi lãnh đạo. Và Hội Thánh của Chúa, chúng ta phải để Đức Thánh Linh lãnh đạo và luôn luôn nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh có thẩm quyền trên Hội Thánh. Amen. Đừng để Chúa Giêsu phải nói một lần nữa, ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Này, như vậy là có vấn đề rồi đó. Nên Chúa mới nhắc lại đó. Amen. Amen. Nguyện Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa, ban phước quý tôi tới của Ngài. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.